Đâu vừa rồi thì anh chú Sam đã đưa một cái đơn vị tác chiến điện tử sang, tức là nhằm mục đích để đe dọa anh Bành thôi. Vì cái đơn vị tác chiến điện tử này thì có nhiệm vụ tức là hướng những cái mà gọi là cái tên lửa xuyên lục địa bắn cho nó trúng đích đó, cho nên là không biết là anh Bành có một cái phản ứng gì không. Nhưng mà tôi thấy là nói chung là Việt Nam ấy, thì mình chỉ nói về Việt Nam thôi, mình thấy hai anh ở đấy thì nói chung là nó có lợi cho Việt Nam thì Việt Nam ok, không có một vấn đề gì cả. Nhưng Việt Nam lúc nào cũng kêu gọi tất cả các nước góp phần vào cái việc ổn định phát triển ở Biển Đông, đúng không? Và muốn anh Bành và chú Sam là phải, hoặc là tất cả các nước đều phải tôn trọng cái công ước về luật biển năm 1982. Các anh các chú cứ vào trong này, nhưng mà để giữ cho Biển Đông để mà ổn định, hòa bình và phát triển. Vâng, đây là một con đường hàng hải rất quan trọng, và Biển Đông cũng có rất nhiều những tài nguyên khoáng sản, nhất là băng cháy. Thế nên các anh các chú mà vào đây mà chẳng gây cái mất ổn định ở Biển Đông thì cái chuyện này cũng không được. Vâng, Việt Nam mình nói chung là đứng giữa, mà nói chung các anh các chú, nhất là chú Sam vào đây có lợi cho Việt Nam thì Việt Nam ok thôi. Nhưng mà nói chung là Việt Nam không có vỗ tay hoan nghênh. Đấy, Việt Nam chỉ kêu gọi tất cả các nước làm sao mà góp phần làm ổn định ở Biển Đông và tôn trọng cái UNCLOS năm 1982. Bây giờ tôi sẽ thôi ngồi một tí xíu để mà tính sổ với anh Bành và chú Sam như thế nào. Chứ còn ví dụ như cái bọn Ba Que Ba Cẳng, hoặc cái bọn mà chúng nó không biết gì ấy, chúng nó có bảo là Việt Nam hiện nay theo Mỹ đi để mà đánh lại Trung Quốc, tức là theo chú Sam để đánh lại anh Bành. Nhưng Việt Nam đâu có dạy, đúng không? Việt Nam hiện nay quan hệ với chú Sam là đối tác toàn diện, còn quan hệ với anh Bành là một nước lớn ở sát cạnh Việt Nam, có dân số hơn 1 tỷ dân, là một thị trường ai cũng thích, và mọi cái thị trường rộng lớn, thị trường dễ tính mà tất cả các nước ở trên thế giới đều thèm muốn. Thì tội gì Việt Nam phải coi như là đứng ở cái tuyến đầu để mà cho Mỹ giật dây mà đánh Trung Quốc. Vâng, đấy thì là ở đây tôi mới nói với tất cả các bạn thế. Vâng, em xin chào anh Phú ạ. Vâng, xin Cảm bằng. xin vâng, xin anh Phú cho em có một tí thì em chỉ thử thử tính sổ anh Bành và chú Sam như nào. Thì mình 1954 ấy. Đấy. Vâng, xin thưa anh Phú và tất cả các bạn, năm 1954 thì mình ký kết cái hiệp định Geneva, lấy cái vĩ tuyến 17 là vĩ tuyến quân sự tạm thời. Nhưng mà như các bạn đều phải biết rằng là đầu tiên thì khi họp đó, thì chính ra cái vĩ tuyến cái tạm thời đó là ở vĩ tuyến 13, sau đó đẩy lên vĩ tuyến 15, sau đó là cuối cùng là vĩ tuyến 17. Tại sao nó lại là cái vĩ tuyến 17? Thì khi đã đẩy lên vĩ tuyến 17 rồi thì cái quần đảo Hoàng Sa thì nó lại nằm do phía Việt Nam Cộng hòa quản lý. Cái lúc đó đó là cái âm mưu của Trung Quốc và của Mỹ, để mà ví dụ nhất là cái âm mưu của Trung Quốc. Bọn Trung Quốc người ta coi như anh Bành anh cũng rất là thâm, mà anh ấy tính về xa lắm. Thì sau này ví dụ là anh muốn chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì lúc đấy anh đánh chiếm đấy, hoặc anh thông đồng với Mỹ anh đánh chiếm. Chứ còn bây giờ ví dụ ở miền Bắc sau chủ nghĩa mình quản lý chẳng hạn, thì anh Bành không thể đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa được, vì bên cạnh Việt Nam lúc đấy còn có Nga, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Thì không thể là một nước xã hội chủ nghĩa lại đánh chiếm một cái nước, đánh chiếm cái quần đảo của một nước xã hội chủ nghĩa cái hồi bấy giờ. Thì thực tế là tôi nói với tất cả các bạn là anh Bành anh ấy không dám. Cho nên là chính cái điều này sau này Pháp đã nói với chính phủ Việt Nam là cái âm mưu của Trung Quốc là như thế. Đấy, thì mình cũng tính ra là đúng là anh Bành anh ấy không, từ ngày xưa đến giờ rồi, giờ rồi cái chuyện đấy là đúng. À, cái vấn đề thứ hai nữa là xin lỗi bố em nói cái vấn đề cái mà năm thứ hai, năm 1971 thì các bạn biết có một cái vụ gì không, tức là về cái ngoại giao bóng bàn. Tức là hồi đó nhá thì nó phân chia thành hai khối rõ ràng, khối cộng sản và cái khối đế quốc và khối tư bản. Cái thời đó là chiến tranh lạnh, nhưng Mỹ đưa cái đoàn bóng bàn sang bên Trung Quốc đấy, đó là ngoại giao bóng bàn, ngoại giao thể thao thì đầu tiên, thì để mà tức là nối lại cái quan hệ
Đấy, nhưng bạn các bạn thấy không, năm 1971 không phải là cái bóng bàn không, mà sau đó các bạn biết không, Mỹ đã đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc. Đấy, thì với Đài Loan không còn ở nằm trong Liên Hợp Quốc nữa, và Trung Quốc trở thành có một nước coi như là ở trong Liên Hợp Quốc, tức là thường trực ở trong 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 cái thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đấy. Các bạn thấy không, đấy là view đấy. Đấy là năm 1971. Đấy, Đài Loan thì cái thời gian đó thì tất cả các bạn đã biết cũng là cái đồng minh thân cận của Mỹ. Nhưng mà Mỹ với Trung Quốc cũng bắt tay nhau để đẩy Đài Loan ra. Đó, gọi là Đài Loan. Còn năm 1972 thì các bạn biết như thế nào không? Năm 1972, Nixon, Kissinger sang thăm Trung Quốc và chúng nó đã dự tiệc ở Bắc Kinh. Và có một bài tôi nói đấy, tức là chúng nó đã dự tiệc trên lưng những người Việt Nam. Năm 1972 chúng nó bắt tay nhau trên lưng người Việt Nam. Trung Quốc thì là muốn bắt Việt Nam cũng như là Triều Tiên bây giờ, nó là một cái phên rậu trắng cho Trung Quốc. Không, Mỹ thì là thôi tao Việt Nam Cộng Hòa. Do đó vì cái cuộc gặp năm 1972 giữa Nixon và Mao Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh, các bạn biết thế nào không, sau đó Mỹ đem quân ra ngoài Bắc ném bom hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng. Và lần đầu tiên Mỹ ném bom dọc một số cái gần sát cái biên giới Trung Quốc, đúng không? Cái chuyện này mà không không có sự bắt tay của Mỹ và Trung Quốc thì Mỹ không dám làm những chuyện đó. Và Mỹ lần đầu tiên Mỹ phong tỏa cảng Hải Phòng. Phong tỏa Hải Phòng. Và khi Kissinger về đến Nhật Bản, còn chỉ khi mà chuyến thăm đến đó xong đó là Mỹ leo thang chiến tranh nhá. Kissinger chỉ tay sang phía Nga, nói là giờ chỉ còn có một cái tư khoan nữa thôi, ta sẽ đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá, tức là Trung Quốc đã ok với Mỹ rồi. Đấy các bạn thấy không, chúng nó bắt tay nhau trên cái xương máu của nhân dân Việt Nam. Đấy, tôi chỉ nói một cái ví dụ đến năm 1972 thôi, thì chốc nữa tôi và anh Phú sẽ trao đổi nữa vào một số năm nữa. Chứ còn bây giờ Mỹ và Trung Quốc đang vờn nhau, tôi nói các bạn nhận, đã vờn nhau ở Biển Đông. Thì mấy thằng ba que ba cẳng chúng nó bảo là Mỹ và Trung Quốc có đánh nhau ở Biển Đông, tôi xin lại các bố, chúng nó không bao giờ, chúng nó có tính toán chiến lược hết rồi, chúng nó không đánh nhau ở Biển Đông đâu. Khi chúng nó có quyền lợi gì đó, chúng nó sẵn sàng chia chác. Và Việt Nam mình là một nước nhỏ, nếu nếu nhá mình theo Mỹ là thiên đường của Mỹ thì lúc đó ai là người thiệt? Việt Nam là thiệt nhất. Cho nên là Việt Nam hiện nay là một nước đang phát triển, đang ổn định, quan hệ với Mỹ ở mức quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ với Trung Quốc đối tác chiến lược toàn diện, thì là hiện nay đất nước mình đang phát triển, đang quan hệ tốt với anh Sa Văn Bạch, anh Bành, thì thôi chúng em là nước nhỏ, chúng em cũng không hiếu chiến, mà chúng em chỉ muốn giữ cái chủ quyền biển đảo của chúng em thôi. Cho nên các bác có vờn nhau thì vờn nhau, chúng em thì đứng ra ngoài để cho các bác vờn nhau, nhưng mà vấn đề các bác hãy tôn trọng cái chủ quyền biển đảo của chúng em. Và thứ hai, các bác có cái công ước và luật biển về năm 1982 đấy, thì các bác hãy thực hiện đúng cái công ước về luật biển năm 1982 đấy. Thì nghe nghe đâu như này, cái này tin này thì tức là cái tin này cũng không chính xác lắm, tức là Việt Nam mình đã phê duyệt cái công ước về luật biển năm 1994, còn Trung Quốc thì phê duyệt vào năm 1996, còn Mỹ chưa phê duyệt. Đấy. Nhưng mà nói chung đây là cái công ước của Liên Hợp Tế của Liên Hợp Quốc về cái chuyện này, cho nên là mình cũng phải dựa vào những cái công ước đấy để mình đấu tranh để giữ vững cái gọi là ổn định, hòa bình ổn định và phát triển ở Biển Đông. Vâng, xin mời anh Vũ. Chào anh Bằng, chào các anh chị em trong diễn đàn. Lại gặp lại hôm nay gặp lại với nhau anh chị em rất là vui. Thì tình hình thế này thì thấy thằng Mỹ thì nó chẳng qua là thằng Trung Quốc, nó thằng Mỹ hai thằng đang diễn trò diễn kịch với nhau thôi. Mấy cái chú gọi là ba que ở hải ngoại, mấy cái bác gọi là chống cộng cực đoan, hay là mấy cái bác mà đang ở hải ngoại thì lúc nào cũng hô hào rằng thế là Mỹ, cái thấy là Mỹ đánh Trung Quốc đi, đánh Mỹ đó, bây giờ Mỹ pháo Mỹ nổ nổ súng trước đi,
Đấy, mấy bác tổng cộng cái kích động là Việt Nam tại sao không đánh Trung Quốc, mấy thằng Mỹ chưa đánh Trung Quốc mà. Đó, thằng Mỹ còn chưa đánh Trung Quốc mà. Nó phải đi năn nỉ Trung Quốc đi mua nông sản cách mạng luôn, phải đi mua, giúp cho nó đi mua nông sản giải cứu những cái nông sản mặt hàng của người dân Mỹ họ, họ sản xuất ra. Cho nên là phải nói tới mấy bác Việt Nam Cộng Hòa này, anh Bằng ơi, mệt lắm anh Bằng ơi. Không, ông Thiệu nói mà đừng nghe những gì cộng sản nói, nhìn kỹ những gì cộng sản họ làm, 45 năm ở đây. Đúng không, cái câu đó đi, em thấy là đúng, ông Thiệu nói đúng, đừng nghe những gì cộng sản nói, ông nói mà chỉ lặng lặng làm thôi. Mình nhìn lại đi, nhìn lại trong vòng 45 năm mà bây giờ là, từ khi mà bắt đầu mà cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Mỹ 25 năm á, thì bây giờ đó cái tình hữu nghị giữa hai bên đó, nó đã đến một cái tầm cao rồi đó. Người ta đánh với là kể cả nước Mỹ nha, mình nói nước Mỹ chứ không phải là nước của Mỹ màu của Việt Nam Cộng Hòa nha, nước Mỹ da trắng, người ta đánh giá cao về vấn đề chính quyền cộng sản Việt Nam và cái dân dân đất nước Việt Nam, người ta đưa lên cái tầm cao đến mức độ mà phải nói rằng là cả thế giới họ phải ganh tị, kể cả Trung Quốc phải ganh tị về cái mối quan hệ giữa Việt Nam với lại Mỹ. Và đó là gì? Đó là cái sự xuyên suốt trong một quá trình để mà ban giao giữa hai nước trong một cái thế, có nghĩa là giao thương về kinh tế, về y tế, về là văn hóa, nói chung là tất cả mọi về mặt về du học sinh này kia nó, thì chúng ta mới thấy rằng nó đã trải qua từ từ những người kế nhiệm kế tiếp, và đến ngày hôm nay cái sự thành công, cái sự gặt hái đó là nó nhờ cái sự lãnh đạo của đảng, và nó đi đúng một cái hướng, cái mục tiêu mà nhân dân họ đã trao cái quyền cho đảng cộng sản họ nắm giữ và họ điều động cái đất nước Việt Nam này. Cho nên mình thấy người Mỹ qua cái ngày mà gọi là kỷ niệm ngày 25 năm quan hệ giữa Việt Mỹ đó, báo chí Mỹ nha, các thông tin truyền thông của Mỹ người ta đánh giá là cao, mà người ta đưa giật tích lên những cái trang là trên thế giới thấy. Còn nó tại sao mấy cái bác Việt Nam Cộng Hòa, những cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì người ta không nhắc tới nữa. Đó, tại vì nó không đủ cái tầm. Anh Bằng nếu nó không đủ cái tầm. Thực tế 45 năm nay rồi, anh ạ. 45 năm rồi, cái chính quyền đấy đã chết rồi, mà Tổng thống Dương Văn Minh đã đầu hàng vô điều kiện rồi, đã xóa sổ cái chế độ rồi. Cho nên thôi anh ạ, những mấy bác cờ vàng ở bên kia ấy, thì cho các bác trình toàn các bác ấy, cũng hồi nhớ, tức là nhớ lại những cái hồi vinh vang ngày xưa, chứ bây giờ hàng ngày các bác ấy đi cạo neo mà các bác ấy không nhớ được những cái thời gian coi như mình ăn sung mặc sướng, mình cầm vào mình hách dịch đối với mọi người dân ở kia, thì đấy, cho các bác hồi tưởng lại. Mình cứ đánh giá chỗ này nè, một cái kẻ thù, anh thấy bất cứ một cái kẻ thù nào của dân tộc Việt Nam, tôi nói thì cả là Nhật nè, phải không, Mỹ nè, Pháp nè, kể cả Trung Quốc nữa, mà khi mà chấm dứt cuộc chiến tranh, người ta sẽ trở thành từ kẻ thù, người ta trở thành một người bạn, mà để mà coi như là hợp tác, để mà mang cái lợi lại cho nhau, trong khi mấy người Việt da vàng máu đỏ, mà các bác cứ mang cái hận thù để rồi các bác chống phá lại đất nước, chống phá lại cái sự an bình và cái sự phát triển của người dân trong nước. Vậy thì các bác nên suy nghĩ lại, mình nhìn một cái là để suy nghĩ lại cho nên là đúng hay không đúng thôi. Mà, trong cái quá cho trình nên là, các bác, em nói là không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn thôi. Cho nên là Mỹ giờ hiện nay ông Trung tuyên bố là First American, Mỹ là số 1. Anh thấy trong khi một tất cả các đời tổng thống, và khi mà ta sang qua Việt Nam, khi mà bắt đầu mà có sự ban giao hai nhà nước, người ta đến Việt Nam, người ta rất là ngưỡng mộ cái đất nước Việt Nam, mà người ta rất ngưỡng mộ cái dân tộc Việt Nam, cái người dân Việt Nam như thế nào. Trong khi đó mình là người Việt Nam đang sống là ở trên đất nước Việt Nam, và mình không dùng cái chữ lưu vong nữa, tại có đôi lúc mình tay nghiến quá thì mấy bác cũng đau lòng, nhưng mà không tay nghiến thì không được. Trong khi các bác nào là phải đi biểu tình, phải là đi chống đối, rồi đôi lúc phải xuyên tạc về đất nước, làm những cái đủ cái trò để làm cái gì, mình nghĩ để làm cái gì,
Ok Ben Tại Nguyễn, sao mình Ben Nguyễn ở ở đây có Ben Nguyễn này, Ben Nguyễn cứ bấm vào cái đường link mình đã ghi ở bên dưới đấy, sau đó tại em sao dẫn mà mình sẽ phải đưa Ben Nguyễn lên, rất dễ luôn. tại sao mà phải mang mang cái đeo mang cái hận thù để rồi nó che mắt hết cái não đạn của mình như vậy, anh thấy không? Anh thấy chứ, trong khi đất nước nó như thế nào, cả thế giới người ta đánh giá là một đất nước là đang thanh bình nhất, mà bây giờ anh thấy tất cả những cái công ty lớn đó, đó là tôi nói những cái cây cột mà gọi là cây cột đèn lớn đó, người ta đã đến di chuyển về Việt Nam, người ta làm ăn, người ta phát triển, người ta tạo cái môi trường sống cho người dân ở trong nước, người ta tạo cho cái sự phát triển giữa Việt Nam và một đất nước của họ. Đấy không? Tại sao người ta chọn Việt Nam mà trong các nước khác như châu Á, tại sao người ta không chọn? Tại vì cái đất nước Việt Nam là một đất nước thanh bình nhất, yên ổn nhất, thì người ta tin tưởng ở đây đó, người ta mới đặt một cái điều kiện để mà người ta tìm một cái nguồn lợi cho họ. Bất cứ một nhà doanh nghiệp nào cũng vậy thôi, họ đầu tư chỗ nào họ cảm thấy yên tâm nhất là cái gì, là cái đất nước nó ổn định nhất, anh thấy không? Vâng. Thì hôm nay anh nói câu đấy thì em cũng thông báo cho các bạn một tin, coi như hôm nay cũng có một cái bài báo đưa lên là 10 năm cái công ty lớn của Nhật Bản đã dịch chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Vâng. Cái này thì nói chung là người ta muốn dịch chuyển đó là cái lợi cho đất nước Nhật Bản, mà nói chung đất nước Việt Nam hiện nay là một đất nước đang yên bình, có mình chống dịch Covid-19 rất là tốt, và hiện nay có dịch ở Việt Nam hầu như là đã ở, nó không còn cái lây lan trong cộng đồng nữa, thì người ta dịch chuyển về Việt Nam đấy là dịch chuyển những cái chuỗi cung ứng để mà có lợi cho những nhà tư bản của Nhật Bản, thế đó. Đó là cái rất là mừng cho đất nước Việt Nam, tạo được nhiều công ăn việc làm cho để cho đất nước phát triển. Giờ vấn đề thì cũng mời anh em khác chứng kiến cứ lên đi, có cái đường link dưới thì mình trả lời Vâng, cái đúng rồi. bạn Phạm, bạn gì Bạn bạn Trần Ben. nói về ông Hà Văn Sơn ấy, thì nó thế này, mình cũng hiểu, mình có đôi lúc cũng phải hiểu và thông cảm cho ổng, tại vì ổng đang sống, nếu mà ông ta là một người cực đoan á, tôi nói một người mà thật sự cực đoan á, thì ông ta sẽ không về Việt Nam và ông ta sẽ chuẩn bị về nữa các bạn, các anh chị. Nhưng ông ta phải nói như vậy là gì, tại ông ta đang sống, trước đây ông ta là cái người chống lại đất nước Việt Nam, chống lại Đảng Cộng sản, thì bây giờ ông ta đã quay đầu trở về đất nước của mình rồi, nhưng phải hiểu và thông cảm cho ông cái là ông đang sống ở một cái nơi, ông là cái nơi ông là nhiều cái tổ chức, Giữa nhiều cái thành phần chống phá nhà nước Việt Nam. Và mình có hiểu là thế này, là mỗi người có một lý tưởng, tại vì ông ta là cái người trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, cho nên có đôi lúc ông ta cũng phải thiên về và nghĩ về, phải đánh giá cao về cái chế độ của đó, thì mình cũng hiểu được, thông cảm thôi. Nhưng mà mình nghĩ cái trong thông tào cảm đó, mình nghĩ cái bản chất ông ta là có một sự chuyển hướng, có một sự quay đầu quay về, về rồi, vâng, thì mình đừng có cực đoan, mình không đúng. nên cực đoan, mà mình phải có một cái nhìn nó thoáng hơn một chút xíu. Hay là những cái lời nói của ông ta là mình cứ hiểu trong thâm thẳm đó ông ta cũng có một cái đánh giá cao về nhà nước Việt Nam mình, về cái cuộc sống người dân mình, thì mình phải nhìn ở cái hai cái quan điểm đó, chứ mình không phải là vì cái lời nói nào đó mà mình có thể là đánh giá ông ta là con người không có tích cực. Vâng, thì qua đây anh nói thì em cũng nói như thế này, nói chung là ví dụ những cái người nào trước kia chống lại cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mà bây giờ người ta nhìn thấy đất nước yên bình, người ta nhìn thấy đất nước phát triển, và người ta thấy cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam hiện nay là tốt, thì người ta đã quay đầu, mà người ta không chống nữa là ok rồi anh ạ. Chứ còn bây giờ ví dụ là bảo người ta tìm hiểu, người ta yêu chủ nghĩa Mác Lênin, hoặc là yêu con đường xã hội chủ nghĩa, hoặc là yêu cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nói chung là cái chuyện đấy thì mình cũng không không mong muốn. Và người ta nói chung là người ta chỉ nhìn về đất nước với ánh mắt tích cực, và người ta không chống lại cái cuộc sống yên bình của chúng ta, là mình coi như mình là những người Việt Nam ở trong nước thì mình ok, mình hoan nghênh, có thế thôi.